Theo đài Sputnik, một tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, ngày 9 tháng 7, Ukraine đã thực hiện một nỗ lực không thành công trong tấn công các mục tiêu ở khu vực Crimea, Rostov và Kaluga. Theo đó, một trong những tên lửa S-200 mà Ukraine phóng vào lãnh thổ Nga là nhằm vào cây cầu Crimea, nhưng tên lửa còn lại bay tới một sân bay quân sự ở khu vực Rostov. Theo báo cáo của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga gửi Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Nga Valery Gerasimov, 4 mục tiêu đạn đạo của Ukraine đã bị phá hủy vào ngày 9 tháng 7. 2 tên lửa S-200 đã bị phá hủy bằng hệ thống phòng thủ. 2 tên lửa tương tự khác đã bị tiêu diệt bằng phương tiện chiến trang điện tử. Tướng Gerasimov đã chỉ thị các lực lượng Nga thực hiện các biện pháp bổ sung để nâng cao khả năng bảo vệ các cơ sở trước các cuộc không kích trong thời gian ngắn nhất có thể. Phía Ukraine chưa bình luận gì về tuyên bố của phía Nga. Thủ tướng Australia Anthony Albanese thông báo nước này sẽ ký thỏa thuận để cung cấp hơn 100 xe chiến đấu Boxer sản xuất tại Australia cho quân đội Đức. Đây là một trong những thỏa thuận xuất khẩu vũ khí lớn nhất của Australia, dự kiến mang lại giá trị hơn 1 tỷ đô la cho nền kinh tế xứ sở chuột túi. Rheinmetall, nhà thầu quốc phòng Đức, đã bắt đầu sản xuất xe chiến đấu Boxer tại Queensland, Australia từ tháng 3. Theo Thủ tướng Albanese, thỏa thuận này không chỉ mang lại 1.000 việc làm cho người Australia trong vòng 10 năm, mà còn củng cố quan hệ quốc phòng và kinh tế giữa hai nước Australia và Đức. Một vụ đâm dao đã xảy ra ở một trường mẫu giáo tại thành phố Liên Giang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, khiến 6 người thiệt mạng và 1 người khác bị thương. Cảnh sát Liên Giang thông báo đã bắt giữ một nghi phạm nam, 25 tuổi, song không cho biết thêm chi tiết về vụ việc. Trước đó hồi năm 2021, vụ tấn công bằng dao tại một trường mẫu giáo ở khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây miền Nam Trung Quốc cũng gây rúng động dư luận. Trung Quốc đã đưa một vệ tinh mới lên vũ trụ từ trung tâm phóng vệ tinh Tử Tuyền ở Tây Bắc nước này. Vệ tinh được phóng bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 2C vào 19 giờ theo giờ Bắc Kinh, tức 18 giờ theo giờ Hà Nội ngày 9 tháng 7 và đã đi vào quỹ đạo. Vệ tinh được chế tạo bởi Học viện Công nghệ Vũ trụ Trung Quốc sẽ thực hiện các nhiệm vụ thử nghiệm cho các công nghệ Internet vệ tinh. Tên lửa đẩy Trường Chinh 2C dài 43m, rộng 3,35m và có trọng lượng cất cánh 242,5 tấn. Nó chủ yếu được sử dụng để triển khai các vệ tinh lên các quỹ đạo đồng bộ thấp với trái đất và mặt trời. Đây là lần phóng tên lửa thứ 26 của Trung Quốc trong năm nay, đánh dấu chuyến bay thứ 478 của dòng tên lửa Trường Chinh. Sau cuộc hội đàm ở Vilnius, Litva với ông Erdogan và Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson, ông Stoltenberg cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý thúc đẩy vấn đề này, đồng thời tuyên bố đây là một ngày lịch sử. Cùng ngày, chính phủ Mỹ tuyên bố Washington ủng hộ nỗ lực gia nhập Liên minh châu Âu-EU của Thổ Nhĩ Kỳ, song không cho rằng Ankara nên gắn liền điều này với việc chấp nhận cho Thụy Điển gia nhập NATO. Sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine năm 2022, Thụy Điển và Phần Lan đã nộp đơn xin gia nhập NATO, từ bỏ chính sách không liên kết quân sự kéo dài suốt nhiều thập kỷ. Đơn xin gia nhập NATO phải được tất cả các nước thành viên liên minh chấp thuận, trong khi Phần Lan đã trở thành thành viên của NATO hồi tháng 4 vừa qua. Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary vẫn chưa chấp thuận để Thụy Điển gia nhập liên minh. Người phát ngôn Điện Kremlin hôm qua xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp lãnh đạo tập đoàn quân sự Prigozhin trong ngày 29 tháng 6. Theo ông Dmitry Peskov, cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đứng đầu Wagner diễn ra chỉ vài ngày sau khi lực lượng Wagner hủy bỏ cuộc nổi loạn và chấp thuận thỏa thuận trung gian hòa giải của Belarus. Tổng thống Vladimir Putin đã mời 35 người tới cuộc họp, kể cả chỉ huy các đơn vị. Trong cuộc gặp kéo dài 3 tiếng, Tổng thống Vladimir Putin đã đưa ra đánh giá về hành động của tập đoàn Wagner trên chiến trường Ukraine và các hành động nổi loạn của nhóm này. Trong khi các chỉ huy của Wagner xác nhận với ông Vladimir Putin, họ là những binh sĩ dưới quyền của Tổng thống và sẽ tiếp tục chiến đấu vì Tổng thống. Về phần mình, ông Prigozhin cho biết cuộc nổi loạn không nhằm mục đích lật đổ chính phủ mà nhằm đem lại công lý trước các chỉ huy quân đội. Biến đổi khí hậu đang gây ra hiện tượng thời tiết bất thường ở một số khu vực và quốc gia trên thế giới. Tại Mỹ, mưa lớn khiến rất nhiều tuyến phố của New York bị nhấn chìm trong biển nước. Trong khi châu Âu đang chứng kiến mùa hè nóng bỏng, thì tại thành phố Johannesburg của Nam Phi có tuyết rơi lần đầu tiên trong 10 năm. Tại thành phố New York, Mỹ, các nhà chức trách đang theo dõi tình hình lũ lụt tại một số khu vực với khoảng 13 triệu dân. Thống đốc New York Kathy Hochul đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại ít nhất là 2 quận khi đồng thời kêu gọi người dân theo dõi sát sao dự báo thời tiết trong những ngày tới. Trong khi đó, mưa lớn đã xảy ra ở miền Bắc Ấn Độ, gây ngập lụt trên diện rộng. Lở đất và lũ quét đã khiến 22 người thiệt mạng. Các trường học ở New Delhi đã phải đóng cửa sau khi mưa lớn trút xuống thủ đô. Chính quyền bang Himachal Pradesh và Uttarakhand trên dãy núi Himalaya
đã yêu cầu người dân không mạo hiểm ra khỏi nhà nếu không cần thiết. Còn tại Tây Ban Nha, trải qua đợt nắng nóng thứ hai trong năm với nhiệt độ lên đến 43 độ C, nhiều người dân của nước này đã tìm đến những bóng râm trong công viên để tránh nắng hay đổ xô ra bãi biển hoặc nhấm nháp đồ uống lạnh để giảm dịu bớt cái nóng 43 độ C. Cơ quan dự báo khí tượng quốc gia Tây Ban Nha cho biết nhiệt độ trong ngày 10 tháng 7 đã đạt mức cao kỷ lục là 43 độ C, được ghi nhận tại sông Guadalquivir gần thành phố Seville ở miền Nam. Cái nóng ngày hè cùng với đợt không khí nóng từ Bắc Phi đang khiến nhiệt độ tăng cao tại Tây Ban Nha và đợt nắng nóng hiện nay có thể còn tiếp tục kéo dài đến ngày 14 tháng 7. Còn tại Nam Phi, hôm qua, người dân thành phố Johannesburg lớn nhất ở nước này đã hoàn toàn bất ngờ trước đợt tuyết rơi đầu tiên trong hơn một thập kỷ. Cơ quan dự báo thời tiết của nước này cảnh báo nguy cơ nhiều tuyến đường phải đóng cửa vì tình trạng giá rét đang nghiêm trọng. Nhiệt độ băng giá có thể gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và sức khỏe của những người vô gia cư, trong khi gió lớn và biển động có thể gây bất lợi cho những tàu thuyền nhỏ hoạt động tại ngoài khơi bờ biển phía đông Nam Phi. Johannesburg nằm ở độ cao 1.700 mét so với mực nước biển và đang trải qua giai đoạn đỉnh điểm của mùa đông ở Nam Bán Cầu. Tuy nhiên, tuyết rơi trong thành phố này vẫn là điều hiếm gặp. Hàng nghìn người Haiti đã đổ xuống các đường phố ở thủ đô Port-au-Prince để tuần hành kêu gọi chấm dứt bạo lực băng đảng tội phạm. Theo dữ liệu của Liên Hợp Quốc, bạo lực băng đảng ở Haiti đã đạt đến mức chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ vào năm 2022, với số vụ giết người tăng mạnh lên 2.183 vụ và bắt cóc tăng lên 1.359 vụ, cao hơn gấp đôi so với năm trước đó. Điều này đã gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo, khiến hơn 165.000 người phải đi sơ tán trong nước. Thống kê cho thấy trong 5 tháng đầu năm nay, bạo lực băng đảng tàn phá Haiti, khiến hơn 1.000 người thiệt mạng, bị thương và bị bắt cóc. Bên cạnh đó, quốc gia châu Mỹ này còn thường xuyên hứng chịu các trận lũ lụt và động đất, đồng thời là quốc gia dễ chịu tác động của biến đổi khí hậu và thảm họa thiên nhiên. Cơ quan hàng không dân dụng Sudan thông báo tiếp tục đóng cửa không phận nước này cho đến ngày 31 tháng 7 tới, ngoại trừ các chuyến bay sơ tán và viện trợ nhân đạo đã được nhà chức trách cấp phép. Sudan đã đóng cửa không phận sau khi xung đột nổ ra giữa quân đội nước này và nhóm bán quân sự, các lực lượng hỗ trợ nhanh RSF hồi tháng 4 vừa qua. Trong bối cảnh xung đột Sudan vẫn tiếp diễn, Ai Cập cho biết sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh các nước láng giềng của Sudan vào ngày 13 tháng 7 tới tại thủ đô Cairo. Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi cho biết, hội nghị sắp tới nhằm đưa ra các cơ chế hiệu quả với các quốc gia láng giềng nhằm giải quyết xung đột một cách hòa bình với sự phối hợp của cộng đồng quốc tế và khu vực. Các cuộc giao tranh giữa quân đội Sudan và RSF nổ ra từ ngày 15 tháng 4 tại thủ đô Khartoum đã khiến hơn 2,9 triệu người phải rời bỏ nhà cửa, trong đó gần 700.000 người đã phải di tản sang một số quốc gia khác trong khu vực. Các nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn chặn cuộc xung đột tại Sudan cho đến nay chưa đạt hiệu quả.